đấy quý vị thấy không, gọi là một sự gọi là gặp mặt cũng như là quyến luyến khi mà các bác ý tới xem cây, ngắm cây. Thế nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Rất là cảm ơn các anh đã đến thăm cũng như là ghi nhận cái những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đẹp ở nhà anh Trường. Rồi, tôi vừa quay gửi tới cho quý vị và các bạn hình ảnh của cây dưới đây rồi. Thì tôi lại tiếp tục quay cho quý vị và các bạn xem ở phê lắm. Đây quý vị ạ, hôm nay các anh ý là vậy là uống nước ở trên kia, trên sảnh. Nhưng mà do điều kiện tác nghiệp cho nên tôi không thể nào mà lên uống nước cùng với cả các anh em được. Vì thời tiết bây giờ mùa đông rồi, sắp tối rồi. Bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều rồi. Sáng thì cứ vui quá mà. Bây giờ mới có điều kiện gọi là tác nghiệp được. Giới thiệu với quý vị đây là cây sam hương. Cây sam hương. Theo trí nhớ của tôi thì ngày xưa thì anh Trường mua cây sam hương này tại triển lãm Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Sau năm đấy là năm 2018, đến nay là 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Cây vẫn rất là đẹp. Chứng tỏ là anh Trường có một sự chăm sóc cực kỳ đặc biệt. Đây ạ. Những lần trước thì khi tôi quay gửi tới cho quý vị thì quý vị luôn nói rằng là góc quay nó hẹp quá, nhìn nó không được rõ ràng chi tiết. Hôm nay tôi quay gọi là có một cái góc nhìn rõ ràng chi tiết nhất gửi tới cho quý vị nhé. Tuyệt vời đúng không ạ? Cây sam hương. Đây, gửi tới cho quý vị và các bạn hình ảnh của cây tùng La Hán đấy. Tác phẩm tùng La Hán. Thời tiết mùa đông. Ngày mai thì theo dự báo thời tiết của Hà Nội là trời sẽ đón nhận một không khí lạnh tăng cường. Rất là lạnh, rét. Cho nên bây giờ đã bắt đầu có gió rồi. Và trời rất là nhanh tối quý vị ạ. Quý vị theo dõi cái ống kính của Mạnh thì quý vị và các bạn có thể thấy. Cây tùng La Hán này quý vị cũng ngắm rất là nhiều rồi, nhiều lần rồi. Nhưng mà quý vị có thể thấy mỗi lần xem và mỗi lần ngắm là một thời điểm khác nhau. Rất tiếc là sáng nay Mạnh có công chuyện cho nên Mạnh không thể nào mà xuống sớm được để mà tác nghiệp làm chương trình gửi tới cho quý vị. Cây hoa giấy này, cây hoa giấy này thì trước thì tôi đã quay cho quý vị rồi. Cái thời điểm mà ra nhiều hoa nhất tôi cũng quay rồi. Hôm nay thì là cái thời điểm mà cây lại tốt nhất. Cây lại tốt nhất. Nên là tôi cũng quay, tôi gửi tới cho quý vị và các bạn. Cũng chỉ có vài bữa nữa thôi thì là cây sẽ gọi là ra rất là nhiều hoa quý vị ạ. Tác phẩm tâm đắc nhất mà anh Trường yêu và anh Trường quý đó là Độc Long Kim Cương. Đấy, quý vị thấy không? Bây giờ ông chủ vẫn cứ thích ra gọi là ngắm. Đấy. Nhưng mà thôi. Việc của ông chủ thì ông chủ cứ làm. Còn việc tôi quay cho quý vị này, tôi cứ sẽ quay cho quý vị. Đây nhá. Để mà nói là những cái cây ở trong này này. Nói chung là hầu như ở nhà anh Trường đều là những tác phẩm đẹp thôi. Có thể khẳng định rằng đều là tác phẩm luôn. Thì những cái tác phẩm ở trong này, đây quý vị và các bạn có thể thấy ấy, như cây tác phẩm Mai Chiếu Thủy đây ạ, đều là những tác phẩm đẹp. Và để nói là những cái cây ở trong này ấy, thì nếu như mà các anh em đến tác nghiệp, có dịp đến nhà anh Trường chơi thì rất là khó khăn trong cái việc quay được tổng thể những cái cây, những cái tác phẩm như thế này. Đây ạ. May mắn hôm nay tôi cũng gọi là mang theo một cái gọi là góc len rộng, tôi quay cho quý vị và các bạn chi tiết cụ thể một chút để mà quý vị và các bạn có được một cái nhìn gọi là tổng quát
tổng thể nhất về những tác phẩm quý, tác phẩm đẹp của anh Trường. Mỹ mãn luôn. Tác phẩm Cần Thăng Giáng Trực. Đúng không ạ? Quý vị và các bạn có thể ngắm rất rõ ràng. Ngắm gọi là tổng thể chi tiết toàn bộ cây. Đây, giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn. Đây là cây túc. Cây túc này cái thời điểm gọi là rực rỡ nhất thì tôi lại không quay được. Hôm nay cây cũng đã tốt lên rồi, nên là tôi chỉ quay được gọi là phần bệ của cây thôi. Và cái phần tay cành, quý vị và các bạn có thể nhìn qua cái ống kính này của Mạnh. Cây rất là già. Tuyệt vời, mỹ mãn đúng không quý vị? Tiếp theo cây mai chiếu thủy. Đẹp thế rồi. Không biết là phải nói là dùng từ nào để có thể miêu tả được nữa. Từ sáng thì thực ra thì anh Hoàng Lịch Thiệp có cái channel gọi là Nghệ Thuật Bonsai đấy, cũng xuống tác nghiệp rất là sớm, quay cái khung cảnh gọi là tấp nập của các anh em bạn hữu với anh Trường đến gọi là thăm cây, ngắm cây, xem cây. Thì bây giờ tôi lại quay gửi tới cho quý vị và các bạn cái không gian gọi là tĩnh mịch nhất. Đây ạ, không gian tĩnh mịch nhất gửi tới cho toàn thể quý vị. Mai chiếu thủy. Quý vị có nhớ cái này không? Nếu mà tôi là tôi sẽ nhớ. Thế thì thôi, tôi không tiết lộ nữa mà tôi để đây. Tôi để trước ống kính này của tôi và tôi quay trước ống kính này của tôi rất là kỹ, rất là chi tiết. Và để quý vị xem và quý vị có thể dự đoán rằng là quý vị đã từng qua cái ống kính của Mạnh, quý vị thấy được rằng là cái tác phẩm này quý vị đã từng nhìn thấy nó ở đâu, đúng không ạ? Nhìn thấy nó ở đâu? Để quý vị comment ở bên dưới dự đoán xem. Một cái tác phẩm mà Mai Chiếu Thủy rất là quen thuộc, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo gửi đến cho quý vị là cây Cần Thăng. Cây Cần Thăng dáng trực huyền. Đẹp thật, mỹ mãn. Những tác phẩm đẹp ngắm đi ngắm lại mãi chả thấy chán. Gần như kiểu là một kiểu là triển lãm nhỏ. Gần như một triển lãm nhỏ. Rồi, ok, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn đây là không gian của một hồ cá koi. Một hòn non bộ. Đây, quý vị và các bạn có thể chiêm ngưỡng phong thủy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh của cây si. Cây si này là cây si mà anh Trường đã giao lưu với cả bác tướng Phước Thiện ở trong hình như là Bình Định thì phải. Cây si này khi mà anh Trường mua về ấy, thì anh Trường cũng gọi điện cho tôi là xuống xem đi Mạnh ạ.
ngắm đi, đẹp lắm, mỹ mãn lắm. Cái lần đó thì cái chậu nó không như bây giờ, và bây giờ tôi cảm thấy cái sự quyền lực nó lên cao rất là nhiều. Đấy. Ngày xưa có một ông anh, ông ấy dạy cho cách quay video. Đầu tiên phải quay cái tổng thể của cây, sau đó là quay cái sự chi tiết để cho các bác ngắm, cho quý vị ngắm. Nên là bây giờ tôi cũng sẽ cố gắng quay làm sao chi tiết nhất, chậm rãi nhất. Cây này quý vị nhớ không ạ? Quý vị xem ở trên channel của Mạnh Bonsai, chắc chắn là quý vị sẽ nhớ được cái tác phẩm Si Vạn Lý Trường Thành đây, đúng không ạ? Thì bây giờ đã gọi là khác xưa rất là nhiều rồi, rất là khác rồi. Thì Mạnh cố gắng là Mạnh quay cũng kỹ càng chi tiết một chút gửi tới cho quý vị đây ạ. Quý vị cứ soi mói đi ạ. Nhìn cho kỹ đi rồi xem là những cái tác phẩm của mình, các cái trồng đất này là đất Akadama của Nhật Bản đấy, tác phẩm Vạn Lý Trường Thành rất quý đúng không ạ? Quá quý luôn. Soi kỹ một chút cho quý vị vào là lâu không được ngắm. Mạnh cố gắng Mạnh quay kỹ cho anh em xem. Chậu đã được dát vàng rồi. Hôm nay tôi quay cái cây sam hương này cho quý vị xem chưa nhỉ? Hình như là chưa thì phải đúng không ạ? Cây sam hương đẹp như thế này mà lại quên không quay cho quý vị thì cũng hơi tiếc thật. Nhưng mà quay cây sam hương đằng kia rồi, nhưng mà cây này đây cũng là một cây sam hương mà hình như tôi nhớ không nhầm là anh Trường mua tại triển lãm Yên Tử Quảng Ninh cách đây 3 năm về trước. Cây rất là đẹp. Quý vị có thể ngắm cái bộ răm, bộ bông này. Mỹ mãn ạ. Nhìn đã thật. Phê sướng không quý vị? Bản thân tôi ngắm tôi nhìn tôi cũng đã sướng rồi. Đó, cây sam hương nha quý vị nhá, của anh Trường Giấy ở thành phố Hải Dương. Nhiều lắm. Quý vị thấy không gian nhà anh như thế nào? Rộng mênh mông bao la như thế này cơ mà. Đấy, cả một cái căn biệt thự ở bên trước anh ấy vừa mới mua lại. Ông Trường này phải nói là, đây, giới thiệu với quý vị, cây mai này thì tôi không lạ gì với tôi, cũng không lạ gì với anh em. Cây này là cây đã từng giành huy chương vàng triển lãm cây cảnh tỉnh Bắc Ninh cách đây 2 năm về trước. Và chính bản thân tôi hôm đó là cũng gọi là rất là bạo gan, lên thẳng ban giám khảo xin danh sách những cây đạt giải vàng ngày hôm đó. Và gặp ngay anh Sơn là trưởng ban tổ chức ở đó, anh cũng rất là hoan nghênh, cũng là anh gửi ngay cho tôi cái danh sách những cây đạt giải vàng tại triển lãm cây cảnh Bắc Ninh năm 2019 thì phải. Thế tôi nhớ bởi vì cũng mấy năm rồi. Và đây là cây mai chiếu thủy, là một trong những cây của anh Nguyễn Trọng Trường, có biệt hiệu là Trường Giấy, ở thành phố Hải Dương, đã giành giải vàng trong cái cuộc triển lãm ngày hôm đó. Và tôi cũng quay rất là kỹ cái cây mai chiếu thủy này. Thì hôm nay xuống nhà anh Trường đây, tôi cũng lại gặp lại cái cây này, và tôi thấy là rất là tuyệt vời. Anh cũng vừa mới lọc lại
Đấy ạ. Cái này có một lần thì tôi với cả anh Duy Sượt, đấy, anh Duy Sượt cũng ở thành phố Hải Dương đây, đã từng bình phẩm về cái cây mai chiếu thủy này, gửi tới cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thấy cái điểm khó ở cây mai này chưa ạ? Đó, cái điểm ngoéo đấy, cực kỳ nghệ thuật luôn. Anh Trường là một trong những người phải nói là yêu và đam mê cây cảnh nghệ thuật hết mức. Được không quý vị? Một cây mai chiếu thủy dáng huyền. Đây gọi là trực hoành, một cành trực bên trên, cành hoành. Tất nhiên xuất xứ ở cây này thì chắc chắn là ở trong vùng trong rồi, miền Nam rồi. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Sau gọi là cũng gần một năm trời, hôm nay tôi mới lại qua nhà anh Trường, tôi làm video gửi tới cho quý vị. Vâng, tác phẩm tiếp theo tôi gửi tới cho quý vị là một cây xanh Nam Điền cổ. Cây này thì là một cây cổ, là một cây cổ anh ấy không đặt tên, nhưng mà cá nhân tôi thấy rằng là một cây cổ rất là đẹp. Trồng trên một cái bể đá đây ạ. Thật sự luôn, nếu mà để mà khẳng định, tôi có thể dám quả quyết với quý vị rằng là quý vị xem những cái thước phim này, quý vị xem những cái video này là quý vị muốn là xem đi xem lại mãi không thấy chán. Thật sự luôn, cá nhân tôi sẽ dám khẳng định với quý vị là như thế. Cây nhà bác ấy đẹp thật. Mà lại rất xứng tầm trong một cái biệt phủ như thế này, đúng không quý vị? Xem mà đã đời. Một cái video mặc dù 20 phút thật đấy, nhưng mà quý vị xem nhưng mà quý vị không hối tiếc đâu. Bỏ cái thời gian ra xem không tiếc một chút nào. Trước kia ấy, thì khi tôi làm YouTube ấy, rất là nhiều quý vị nhìn những cái video dài là quý vị sợ. Thế nhưng mà đối với những cái video mà chất lượng, xem những cái nội dung cây cối mà ok như thế này, thì tôi dám đảm bảo rằng là quý vị xem mê mẩn luôn. Đúng không ạ? Một cây xanh Nam Điền già cổ. Nó nhìn cái, quý vị nhìn cái bộ bệ này, như kiểu là bệ sung ấy. Đấy, nhìn giống như kiểu bệ sung ấy. Xem có cảm nhận là xem cây nào cũng đẹp, mỗi cây có một vẻ đẹp riêng. Rồi, thôi, đến đây là cũng khá dài rồi, 19 phút đồng hồ rồi, thì tôi xin phép là dừng cái video ở đây. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như ủng hộ cho Mạnh Bonsai trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đăng ký kênh, follow fanpage để thường xuyên nhận được những video mới nhất của Mạnh.